Chào các em, hôm nay phần đầu tiên của phần môn đồ án trang bị điện, thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng phần mềm CAD/ECMU để mô phỏng mạch. Thầy giới thiệu sơ bộ qua phần mềm. Thì phần mềm CAD/ECMU này nó sẽ giúp ta vẽ và mô phỏng mạch điện công nghiệp. Thì phần mềm sẽ có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt, rất là nhẹ. Phần mềm được sử dụng đầy đủ, có các cái ký hiệu thiết bị sử dụng trong công nghiệp như là nguồn, dao cách ly, máy cắt, rồi các loại relay, các loại động cơ, vân vân. Và trong phiên bản phần mềm này thì nó còn hỗ trợ chúng ta thiết kế cái mạch sử dụng PLC và có thể viết các chương trình điều khiển cho PLC bằng cách lập trình thang hoặc là lập trình bằng các cái cổng logic. Thì thầy sẽ giới thiệu cách cài đặt và sử dụng phần mềm. Thì phần mềm các em download theo link ở bên dưới video và download về thì ta giải nén ra. Sau khi giải nén, các em vào và bật phần mềm lên. Thì phần mềm có bát là 4962, cái điền đúng bát để vào. Thì đây là giao diện của phần mềm, ta có thể phóng to lên để dễ quan sát. Thì để sử dụng phần mềm, thầy sẽ lấy ví dụ bằng cách thiết kế một cái mạch đảo chiều quay động cơ, đảo chiều quay dùng nút nhấn đơn. Thì ở trên này là thanh công cụ để ta lấy các thiết bị ra, thì chỉ vào mình sẽ thấy tên của các thiết bị. Đầu tiên này là ta lấy power fitting là các cái đầu nguồn, nhấn vào thì bên dưới nó sẽ hiện ra các cái loại nguồn, nguồn một dây pha, dây trung tính, vân vân. Thì ở đây ta vẽ cái mạch động lực trước, thầy sẽ lấy nguồn 3 pha và cả dây trung tính nữa, 3 pha 4 dây. Rồi tiếp theo, ta có thể đặt tên cho các thiết bị này. Ví dụ đây cái nguồn mình sẽ đặt là 380 V. Rồi tiếp theo là ta lấy cái CB thì nó nằm ở bên trong này, automatic magnetic. CB mình lấy CB 3 pha, tiếp theo lấy contactor. Contactor thì nó nằm ở bên tơ 3 pha chạm mạch động lực. Là công tơ. Ta lưu ý đặt tên thiết bị luôn. Ví dụ này là MCCB. Tiếp theo ta lấy cái relay nhiệt. Lấy động cơ, động cơ nó nằm ở tháp motor, lấy động cơ 3 pha. Rồi sau đó ta thực hiện nối dây. Nối dây thì đây, dây là nó ở cuối cùng này,
ngoài điện. Dây 3 pha à, thẳng đứng rồi, kéo từ trên xuống. Các em lưu ý khi nối dây thì ta phải nối đúng vào đầu, các cái đầu mút của thiết bị. Nếu ta nối hụt hoặc là nối lố qua thì nó mạch nó sẽ hoạt động không đúng. Phần động lực mạch đảo chiều quay thì ta đổi chéo 2/3 dây pha. Ở đây thầy đảo chéo dây pha pha B và pha C. Dây mà bị lố qua thì nó sẽ bị lỗi chạy sẽ không đúng, phải về cho đúng. Đúng vào cắt vào cái đường này. Thì đó là xong phần mạch động lực. Thầy lưu ý là đặt tên các thiết bị. Ở đây thì cái rơ lại nhiệt và chưa đặt tên ha. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần mạch điều khiển. Điều khiển chúng ta sẽ dùng CB một pha. Sẽ có hai nút nhấn on, chạy một cái chạy thuộc, một cái chạy thuộc. Các tiếp điểm tự giữ. Các em lưu ý là mình đặt tên các cái tiếp điểm contactor trùng với tên các cái con tiếp điểm chính. Rồi, các cái cuộn dây contactor. Tiếp tục ta lấy các cái đèn báo. Ta đặt tên là chỉnh màu cho đèn báo. Đèn cho động cơ 1 ta đặt là đèn
xanh, màu xanh lá cây. Đèn động cơ hai là đèn quạt, chọn chỉnh sang màu vàng. Tiếp theo ta lấy các cái tiếp điện khóa chéo của con tester. Khóa chéo ta sử dụng tiếp điện thường tắm. Chéo thì K2 sẽ khóa nhánh 1 và K1 sẽ khóa chéo nhánh 2. Rồi. Tiếp theo ta lấy các tiếp điện của relay nhiệt. Điểm relay nhiệt nó nằm ở đây. Hot relay là relay nhiệt. Ta có thể xoay ngang tiếp điện ở đây. Một tiếp điểm relay nhiệt nữa thường mở để ta đèn báo sự cố, đèn báo sự cố màu đỏ. Lấy một cái đèn đặt tên lại cho các tiếp điểm này, relay nhiệt ta đặt trùng tên với cái thanh lượng kim ở bên hoạt động lực. Đèn báo cho sự cố, đèn báo sự cố ta quá tải ta đặt là đèn đỏ, chọn màu đỏ. Rồi ta thực hiện nối dây cho mạch động điều khiển. Xong cho phần mạch điều khiển và mạch động lực. Bây giờ ta thực hiện mô phỏng và nhấn nút play màu xanh. Đầu tiên ta bật hai công hai CB, MCB và MCCB. Nhấn on 1. Nhấn on 1 thì computer 1 có điện, điện xanh sáng và động cơ chạy điện thùng. Tiếp theo ta nhấn on 2. Nhấn on 2 thì không được tại vì động cơ đã bị nhánh on 2 đã bị khóa chéo. Để đảo chiều động cơ thì ta nhấn off để tắt K1, sau đó nhấn on 2 thì K2 có điện, điện vàng A sáng và động cơ chạy ngược lại. Tiếp theo ta sẽ thử relay nhiệt, thì tác động vào relay nhiệt. Khi tác động vào relay nhiệt thì mạch điện điều khiển bị ngắt, động cơ dừng, đồng thời là tiếp điểm relay nhiệt, tiếp điểm relay nhiệt sẽ đóng điện báo cái đèn đỏ sáng. Vậy là ta đã hoàn thành cái phần mô phỏng reset relay nhiệt.
Tiếp theo là cách xuất file bản vẽ ra PDF. Thì chúng ta sẽ dùng chức năng in, bring in ra Microsoft PDF. Cái hình này đưa vào trong cái file báo cáo. Rồi, đó là hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng phần mềm CAD eSimu để vẽ mặt